Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây chuyền bạc lãng tử. Dây chuyền bạc lãng tử là sản phẩm được chế tác từ bạc chất lượng với những đường chạm khắc tinh xảo. Dây chuyền bạc nó không chỉ là món trang sức thông thường mà khi làm quà tặng nó mang ý nghĩa cho sự gắn kết bền chặt, không thể chia cắt tình cảm lứa đôi. Đây là món quà lý tưởng để dành tặng cho người thương với lời muốn nói: tình yêu của chúng ta sẽ luôn gắn kết và bên nhau mãi mãi. Dây chuyền bạc lãng tử, đảm bảo chất lượng, giá cả phải chăng, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.